chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Thế Giới Đầu Câu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mà mới về shop mình, rất là được nhiều khách hàng hỏi mua và đặt mua với số lượng rất là lớn ha. Đây là một cái bộ combo 101 món dùng để câu lure ha. Thì với cái bộ combo này thì mình có thể câu được rất là nhiều loại cá, từ cá rô phi, cá lóc, cá chẽm, cá vược ha. Okay. Thì ban đầu thì nó sẽ được đựng trong một cái hộp như thế này, rất là tiện lợi ha. Mọi người cùng xem cái kích thước của nó này. Thì chúng ta cùng xem một cái bộ combo này thì nó sẽ có những gì ha. Đó. Đầu tiên nó là một cái kìm này. Thì cái kìm này thì mọi người có thể dùng để cắt dây VE này, cắt con trước này, rồi gắn ring, gắn lưỡi, gỡ lưỡi các kiểu. Đó. Sau đó là những cái con mồi giả, nó dính với nhau. Con mồi bốc bơ này. Rồi mồi chúc bi, con mồi già nữa. Con mồi này thì có bi ở bên trong này. Mình để không có bao nên hơi dính nha. Đây, con này nữa. Thì tiếp đến nó là cái khăn. Những cái con mồi mồi sắt ha. Mồi này, mồi sắt thì mọi người dùng để câu suối là được này. Ok, mồi sắt có lông này, kim tuyến. Nhìn cũng rất là đẹp ha. Đó. Nhiều size, nhiều kích thước, nhiều màu sắc mọi người luôn. Đa dạng. Bên này còn nữa. Thì đối với các bạn mà mình muốn đi câu mà không phải chuyên về một cái loại cá, mà mình muốn câu có thể đa dạng, nhiều loại linh động, nhiều loại cá, thì cái hộp mồi này là một sự lựa chọn rất là phù hợp ha. Thì mình câu được nhiều loại cá, chuyển những cái kiểu thể loại hình câu thì khác nhau. Mình mang đi bỏ trong cái ba lô, trong cái hộp đựng mồi của mình rất là tiện. So với một kia mình mua một cái con mồi mà thường là mồi câu lua thì cũng cỡ rẻ thì cũng cỡ 70-80 rồi, mắc thì mình không nói ha, khoảng mấy trăm ngàn thì cũng có. Thì so với việc mình mua một cái bộ mà nhiều loại như thế này thì rất là tiện. Đây. Tiếp đến là những cái con mồi mềm này, con dế hai ngăn luôn, mình những cái con mồi mềm, con trùng này, ấu trùng này, rồi con giun đất này. Đó, nó mềm giống như là con giun đất thịt luôn. Rồi con bò cạp này. Thì bên cạnh đó còn những cái thẹo này, rồi cái lưỡi mắc mồi mềm đó, rồi chì luôn. Bên này thì có khóa linh, rồi chì mối khóa linh, có cả vòng ring nữa. Thì hầu như là mình mua một cái bộ này là đủ rồi ha. Mình chỉ cần mua thêm dây, có cần nữa thì mình mua thêm cần nữa là ok. Mang một cái bộ này thì đủ cho mọi người đi câu luôn. Bên cạnh đó thì mình còn một cái hộp lựa chọn khác cho mọi người ha. Đó là cái hộp này thì nó cũng thiết kế cũng rộng, cũng giống vậy, có cái kìm. Nhưng mà khác nhau những cái con mồi giả, rồi cái phụ kiện bên trong một xíu ha. Con mồi cho mọi người xem. Con mồi này có bi. Con mồi búp bơ. Thường thì nó cũng giống nhau, chỉ khác nhau cái màu sắc của hai cái hộp. Con mồi này đều có bi trong mình. Hộp này có con tôm giả này. Tôm này tôm mềm. Rồi tôm có lưỡi. Con mồi giả, con tôm giả này, tôm giả quang phát quang. Rồi những cái mồi câu suối ha. Đó, những cái mồi giun này. Mọi người có quan tâm tới sản phẩm này thì có thể đặt bình luận ở bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại mình có để ở bên dưới.
hàng luôn có sẵn tại cửa hàng đồ câu Phimax 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể ghé cửa hàng để trải nghiệm sản phẩm này hoặc và những cái sản phẩm đồ câu khác ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video giới thiệu sản phẩm mới về của shop. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.